là thơ. Khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa, gập ghềnh xưa khi đã lá trên hoa đẹp tươi, với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời, thác ngàn lá lời, hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Cam ly vô tư lên tiếng ca muôn đời, thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi, lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên nàng trinh nữ. Cho thế nhân thôi dù hết u sầu, để lòng quay về bên yêu. Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ, có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó phai. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xứ lành yêu ơi, đừng buồn để nhạt phai nén son trên làn môi. Người đi trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mãi nói, hỡi quê hương xưa sương rơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gập ghềnh suối đá lá trên hoa đẹp tươi, với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời, thác ngàn là lời, hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Duyên mặn nồng
tre, hàng cây xanh in bóng nghiêng tre, quanh rừng ao đón khuya lập lòe. Trên lòng đường nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức xa bên ngoài, gió sương ướt cây khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đồng. Em bé thơ ngủ yên trong cánh tay mẹ hiền, như phút giây đầu không vấn vương muộn phiền. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với đông. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chăn cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn, mẹ mà
mạnh mẽ phi thường. Bài ở đây khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát đây con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta phương. Từ ngày đầu vui bố thầm đó, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào. Bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì, rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó tự hào giọng hát cất lên. Bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim đòi quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường đập cảnh xa. Trong tim con bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta. Lại chương trình của chúng ta với chủ đề quê hương Việt Nam, có thể nói là tụi con đã chinh phục được tất cả quý vị khán giả ở đây. Ban giám khảo phía dưới bằng lá cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ phía sau và giai điệu tự hào. Đây là sáng tác của Phạm Hồng Biển, một tràng hỗ tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là sự nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục cuối cùng này. Xin được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô rất là tự hào về các con, tại vì cô cũng đã có một thời gian được đồng hành cùng các con rồi. Và càng tự hào hơn nữa khi thấy các con ngày hôm nay như thế này. Chú Minh Xuân nói rất đúng, những người trẻ, những người rất trẻ và họ có thể làm được những điều thật là phi thường. Chỉ với một tập này thôi mà cô đã thấy các con tiến bộ một cách vượt bậc. Tư duy mới, con người mới,
cách thể hiện mới, mọi thứ đều rất là mới mẻ với các con. Tại vì cô Ốc rất là thân thuộc với Ngọc Dầu và Văn Minh. Và thật sự là ngày hôm nay cô hơi chưa được quen lắm với hình ảnh này của các con. Dầu thì vẫn như vậy nhưng mà con cao hơn. Còn Văn Minh bây giờ con giống như một chàng thanh niên mà kiểu nó chưa có bung hết á, nó bị nén lại á. Nhưng mà cái gương mặt của ảnh á thì nó đã khác rất là nhiều so với cậu bé Văn Minh hồi trước mà cô Ốc biết rồi. Nhìn con đàn ông rất là thanh niên và rất là Việt Nam. Cách mà những người thanh niên Việt Nam bây giờ họ cống hiến cho đất nước, họ nói cho mọi người ở khắp thế giới rằng là tôi đến từ đất nước mà lá cờ của tôi là cờ đỏ sao vàng đó. Cô rất là thích bài hát này. Từ trước tới giờ là cô đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho bài hát này rồi. Nhưng ngày hôm nay cái phiên bản mà các con thể hiện thực sự rất là ấn tượng. Nhất là cái đoạn cuối, một cái bản phối mới, một cái đoạn lắng xuống và thấy rất là rõ chất giọng của các con, tình cảm của các con truyền tải trong bài hát này. Và cô đặc biệt là ở Văn Minh thì cô thấy rằng là con luôn có một cái lực rất là khỏe trong giọng hát của mình. Còn Ngọc Dầu thì nếu mà mọi người để ý sẽ thấy Ngọc Dầu là một cô bé có một cái chất giọng, nó có một cái độ gọi là tạm gọi nó là một cái độ nức nở tự nhiên. Nhưng mà con biết kiểm soát nó, cho nên nó đôi khi mình nghe những cái tiếng nức nhẹ trong cái giọng hát của con, nhưng cô biết đó là ý đồ của con. Và cá nhân cô thì cô thích cách xử lý như vậy. Và đến đoạn cuối thì các con đã làm cho mọi người phải vỗ tay theo các con, bởi vì một cái bản phối rất là sôi động, rất là trẻ trung và đúng là một giai điệu tự hào. Chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dầu. Dạ con cảm ơn ạ. Trời ơi, trời ơi. Trả lời. Dạ con cảm ơn ạ. Sao giờ là em bé rồi? Hồi nãy thấy thanh niên trưởng thành lắm mà. Trời ơi, đó mới thấy là các con đã hóa thân rất là tuyệt vời thông qua những cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Bài Giai điệu tự hào là một tác phẩm rất là hay của chú Phạm Hồng Biển. Và ca khúc này cô Đoan Trang cũng có cơ hội hát rồi. Cô rất là thích. Với hai đứa con thì vẫn như cũ, vẫn từ các tập trước vẫn là một cái tinh thần rất là văn minh trong cách chọn bài, trong cách hát và trong cách thể hiện của hai đứa. Ở Ngọc Dầu thì lúc nào cô cũng nhìn thấy ở một cái sự tích cực trong nụ cười của con. Cô rất là thích điều đó, hãy luôn luôn giữ điều đó nha con. Còn với Văn Minh cũng vậy, con rất là từ tốn nhưng mà con thể hiện được hết tất cả những gì mà cô tin là chú Hồng Biển cũng như chú Phú Luân đã dành cho hai đứa con trong tiết mục này. Và cái cô thích ở hai đứa con đó là cái tiết mục này á, nó có rất là nhiều đoạn đổi tông, đổi liên tục. Điều đó chứng tỏ là cái thẩm âm của tụi con, cái độ tai nghe của tụi con về hợp âm á, rất là chuẩn xác. Cho nên tụi con lên xuống, tụi con thay đổi từ giọng nam qua giọng nữ, hợp âm này qua hợp âm kia, mà thay đổi hợp âm á, qua một cái tông khác á, thì Văn Minh là người phải thay đổi, còn với Ngọc Dầu thì con phải bám theo bằng cái bè. Cho nên cô rất là thích hai cái đứa này ở cái sự thông minh của tụi con trong cái cách tụi con xử lý. Chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Mỗi lần mà con cảm ơn là chú Minh Sùn muốn xỉu luôn. Rồi chú cảm ơn con. Dạ mời anh Long Nhật ạ. Trước hết đó là chú yêu hai cái nụ cười này lắm. Cả con cười mà đôi mắt cười theo như vậy. Và cả hai con có một cái điều rất đáng quý luôn trong thanh nhạc. Mà lúc mà khi tụi con vừa hát một cái là chú quay qua nhìn lại vì cô đang ra về cô ốc rồi. Hay quá em ơi. Cái đó là cái voi rất là cần thiết của người ca sĩ. Chú ôm hai đứa cái đã. Chú Long Nhật là chú yêu cả thế giới. Thật sự chú yêu tất cả mọi người. Cái thứ nhất là nó hát hay, cái dòng. Lúc anh nhìn qua Đoan Trang anh nói em ơi hay quá. Là vì Ngọc Dầu nó có cái voi, nó có cái thánh quang, sốt, rền, nậy và tròn vành rõ chữ. Còn Văn Minh thì là nó ấm, nó dày mà nó ấm mà hai đứa bộ trợ cho nhau. Mà cái đoàn mà truyền tâm đó, truyền tâm rồi một đứa ca đứa bè rồi a theo mà đuổi nhau như vậy, nó đã gì đâu, một cái bản phối hoàn chỉnh và tụi con bám theo hòa thanh một cách chắc chắn như vậy. Tụi con chứ không nói gì nhiều, cô Đoan Trang và cô Ốc đã nói rồi, tụi con sẽ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú. Và với cái tác phẩm mà tự hào Việt Nam như thế này này, là phải nói rằng là có một cái câu nói ngày xưa mà mình đi học mà thầy cô hay nói đó, tuổi thơ hôm nay là thế giới ngày mai. Cảm ơn cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Thực sự phải nói là các con á, khi mà không có hát trên sân khấu những cái tiết mục đang dự thi nữa thì ở phía dưới là trẻ thơ liền, rất là tinh nghịch,
nói chuyện rất là nhiều năng lượng, giàu năng lượng, tích cực. Nhưng mà tụi con phải nói là giúp cho các cô chú cũng học được rất nhiều từ tụi con. Phải luôn luôn giữ mình trẻ trung, lạc quan, tích cực, yêu đời như vậy. Mặc dù ngoài kia đang còn rất nhiều cái khó khăn, thử thách dành cho bản thân chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giai điệu tự hào của Văn Minh và Ngọc Dầu. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 6 tiết mục của 6 cặp đôi vàng nhí 2019 tuần này ở đây. Và hãy dành cho ban giám khảo của chúng tôi ít phút để thảo luận xem mà chúng tôi sẽ tìm ra được những điểm số thật là ấn tượng dành cho 6 cặp đôi. Và đặc biệt, giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất tuần sẽ thuộc về ai, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí năm 2019. Và ngay bây giờ sẽ là giây phút rất là quan trọng và hồi hộp dành cho 6 cặp đôi rất là tuyệt vời trong chủ đề quê hương Việt Nam tuần này. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ lại 6 cặp thí sinh rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Xin mời! Ngay bây giờ đứng trên sân khấu mới thấy là tụi con đã giúp cho chủ đề tuần này của chúng ta rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Và chắc chắn tụi con sẽ xứng đáng nhận được những số điểm phù hợp dành cho từng cặp đôi. Dù số điểm có cao hay số điểm vẫn chưa bằng bạn bằng bè, thì chúng ta vẫn phải nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng về phía trước, tương lai đã rộng mở, cười tươi lên. Và ban giám khảo cũng rất là đau đầu để có thể có những số điểm dành cho 6 cặp đôi tuần này. Trước tiên thì chú Minh Sù xin được thông báo với tụi con, tuần này chúng ta sẽ không có loại trừ gì cả, chúng ta chỉ nhận điểm số mà thôi. Và lưu ý, một cặp đôi điểm số cao nhất tuần này chưa chắc gì là tiết mục ấn tượng nhất tuần được sự lựa chọn đến từ ban giám khảo. Và cho nên là tụi con cứ thoải mái nha, nhận số điểm đầu tiên. Rồi, ai nghĩ mình điểm số cao nhất giơ tay. Khỏi công bố luôn nè. Ai? Cặp nào tự tin nhất tuần này? Giơ tay coi. Well, rồi thôi không đợi mọi người chờ lâu. Chú Minh Sù xin được công bố điểm số cao nhất của tuần này. Đúng thật là điểm số rất cao, 29,5 điểm. Gần như là tuyệt đối dành cho tiết mục song ca của hai bạn nhỏ. Là một nam và một nữ. Ê chà, khó nha. Và tiết mục này nhận được một cơn mưa lời khen đến từ ban giám khảo. Có rất là nhiều sự xúc động với tiết mục Về Với Đồng. Chúc mừng Đức Vĩnh và Quyên Anh. Về nhì của tuần này với điểm số là 29 điểm là một cặp đôi mặc đồ rất nổi. Ai mặc đồ chìm thì tự dìm mình về sau. Chú là chìm nhất luôn hả? Chú biết thân biết phận cho nên chú công bố luôn. Tiết mục nhận được tổng số điểm là 29 về nhì tuần này xin được chúc mừng cho Văn Minh và Ngọc Dâu với giai điệu tự hào, một sáng tác của Phạm Hồng Biển. Và về thứ ba, thua chỉ có 0,25 điểm thôi, 28,75 điểm. Xin được chúc mừng cho cặp đôi là hai bạn nhỏ mặc trang phục là áo dài. Xin được chúc mừng cho Cát Viên và Phương Nhi. Về thứ tư, 28 điểm là một tiết mục rất sôi động, những nét đẹp năng động về thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Xin được chúc mừng cho Ngọc Nhi và Nhật Minh. 27,75 điểm về thứ năm tuần này xin được chúc mừng cho cặp đôi rất là đáng yêu như cái que kẹo vậy đó. Xin được chúc mừng Tấn Bảo và Thái Hà. Và chắc chắn điểm số về thứ 6 tuần này 27,5 điểm sẽ được chúc mừng cho Kim Chi Bin và Cẩm Tú. Cảm ơn 6 tiết mục đến từ 6 cặp đôi, tụi con đã làm rất là tốt ngày hôm nay. Thế nhưng điểm số chưa quan trọng lắm đâu, quan trọng là các con phải lắng nghe thật kỹ những
đóng góp ý kiến của ban giám khảo tuần này để khắc phục nhiều hơn trong tương lai tụi con nhé. Hứa là sẽ làm tốt ở tuần sau nha. Còn bây giờ, giây phút lựa chọn ra tiết mục ấn tượng nhất tuần đến từ ban giám khảo. Dạ, xin mời ạ. Tuần này cô và các cô chú ở đây rất là vui mừng bởi vì các con rất là tiến bộ. Cái đó là một trong những điểm cần thiết nhất mà các con học hỏi được, có được từ những cuộc thi. Và qua mỗi tuần thì mình phải học được cái điều gì. Tuần này thì cô mong các con là luôn luôn phải nhớ là lên sân khấu tự tin, nhớ bài. Mình phải tập trung nha con, để mình diễn, mình mang lại cái hiệu quả tốt nhất ha. Và không phải cặp đôi nào cao điểm nhất thì cũng sẽ đạt được cái danh hiệu là cặp đôi ấn tượng nhất. Có nghĩa là có những cặp đôi có thể đạt điểm rất là cao, nhưng mà những cặp đôi khác mang lại cái sự đáng yêu, cái sự dễ thương, hay là cái điều gì đó nó thu hút được ban giám khảo hoặc là khán giả. Không chỉ số điểm không ha. Riêng tuần này có một điều rất là đặc biệt ở chỗ là cặp đôi đạt được cái danh hiệu là cặp đôi ấn tượng nhất. Cũng chính là cặp đôi đạt được điểm cao nhất. Xin được chúc mừng Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Wow! Với sự cố gắng vượt trội của các con, mang lại một cái bài hát hoàn toàn là màu sắc mới của các con. Rất tốt. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để trao thưởng cho cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và các cặp đôi còn lại, tụi con cũng rất là xứng đáng nhận được cái giải thưởng này nếu như tụi con cố gắng nhiều hơn trong những tuần thi tiếp theo tụi con nhé. Yeah. Đỉnh sông Cà cặp đôi vàng nhí, đêm của những giấc mơ cổ tích. Bông trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Một cái cặp đôi xuất sắc, rất dễ thương. Em bé con riêng, giữa đêm lạnh em bé mồ côi. Cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần, sẽ đến với em vào giờ phút này. Mang một cái màu sắc mới cho cô bé bán diêm và cảm thấy trân quý hơn với cái tình cảm. Chung chung đêm đêm đoàn quân tiến công cánh lo, cờ giật trời mây vang vang tiếng hò reo. Rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Sự là bất ngờ, rất là biết cách gằn giọng đưa cái nội lực của mình vào trong những cái nốt cao trào đó. Còn bây giờ, hãy bắt đầu chương trình cùng với MC Minh Sù. Minh Sù xin hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh sông Ca cặp đôi vàng nhí. Quý vị thân mến, tập đêm thi tối nay sẽ không có loại trừ, cho nên Minh Sù tin những bài hát sẽ được thăng hoa nhất có thể trên sân khấu. Và chủ đề tuần này đó chính là thế giới cổ tích. Và hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ một bức tranh cổ tích rất đẹp với sự hóa thân của những vị giám khảo. Xin mời! Wow! Trời ơi! Đúng thật là một bức tranh cổ tích. Ở phía giữa là một cô công chúa, giống như là công chúa đại dương vậy đó. Dạ, em thấy vậy, làn da rám nắng của chị chắc là tắm biển nhiều đúng không chị? Đúng rồi. Cho nên là nó ăn vào trong da. Và đặc biệt hôm nay, trời ơi cái vương miện chiếu vậy, sao chiếu luôn. Chị Trang chỉ mong là đeo cái vương miện này là
các con nghĩ là cô Đoan Trang là công chúa thiệt chứ không phải là bà gì ghẻ em còn nghĩ chắc là thất bại lắm á. Chị không, bây giờ chị phải đứng cái giá công chúa. Đúng rồi, chị đứng sao cho ra công chúa chứ. Biển chị coi cái ngày dài không mà chị đang em thấy chị miêu tả giống như là chị là cái bà bạch tuộc ở dưới khu đại dương á, xong chị đổi tiếng hát của cái cô công chúa đại dương đó, nàng tiên cá, chị lấy cái đấy, lấy đôi chân chị lên đây đó. Sao chị hôm nay cái nhân vật này, cái cảm xúc của chị ra sao khi đến với chương trình? Cổ tích luôn là một cái những cái giấc mơ rất là đẹp. Thì Đoan Trang cảm thấy mình rất là vui và may mắn, một lần nữa rất may mắn khi được ngồi ở cái hàng ghế đó, được ngắm các con, được thấy các con mơ ước, được thấy các con hòa mình vào cuộc thi với những cái giấc mơ rất là trong sáng. Và cô mong là ngày hôm nay các con sẽ mang tới những cái tiết mục đầy màu sắc của thế giới cổ tích của mình, và chắc chắn khán giả sẽ có những tràng pháo tay thật là to dành cho các con, chắc chắn. Chính xác là như vậy. Vâng, xin cảm ơn phần thi ứng xử của Hoa hậu Đoan Trang. Hoa hậu đại dương. Rồi, còn giám khảo Hoàng Nhật Nam ngày hôm nay thì sao? Anh lựa chọn một cái bộ áo mà em nghĩ là nó giống như là một cái kho tàng những cái câu chuyện cổ tích Việt Nam là ở trong đây luôn. Anh giơ hai tay ra coi. Đó, mọi người thấy không? Trời đất coi. Hôm nay xuất hiện với các giám khảo còn lại ai cũng rất là lộng lẫy. Và bên giám khảo Gia Bảo mặc đồ cũng rất trang nhã, nhã nhặn luôn. Thì tôi đã chọn một thiết kế của nhà thiết kế Thụy Nguyễn. Dạ. Cái bộ sưu tập mới nhất. Và đây là chiếc áo với những cái họa tiết gọi là non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Quá tức đẹp. Là nhiều cái thắng cảnh Việt Nam in hình lên đây. Đó, và tất cả những cái câu chuyện cổ tích thì chắc cũng sẽ đang ẩn hiện ở đâu đây trên chiếc áo của tôi. Đó, và trong đó thì tôi cũng thấy một chú heo và bức những tranh đồng hồ. Đúng rồi, những chú bé rất là mập mạp, bù bẩm, giống như giám khảo Gia Bảo. Hợp lý, giám khảo khách mời Gia Bảo ngày hôm nay à quý vị. Xin kính chào quý vị, xin chào anh Nam, chào chị Trang. Hôm nay Gia Bảo rất là vui là bởi vì mình sẽ là một người mình chỉ có mặt trong tập ngày hôm nay thôi, cho nên là cảm xúc mình là cũng như là chưa biết cái gì hết đó. Hai anh chị đây là ngồi thường xuyên rồi cho nên biết mỗi bé như thế nào, còn mình thì mình chưa biết gì hết, cho nên là mình rất là tự nhiên và mình rất là ngây thơ trong cái số ngày hôm nay đó. Và đặc biệt số ngày nay không có loại nữa cho nên mình cảm thấy rất là thoải mái ngồi thưởng thức âm nhạc đó. Và rất là đề tài cổ tích là một cái đề tài mà rất là hay, bởi vì từ ông bà cha mẹ kể lại cho con mình, cho cháu mình nghe từ những câu chuyện ngày xưa à, cho nên hôm nay Gia Bảo cũng chọn một cái áo dài là có tranh đồng hồ, là cũng là những cái bài học của trong những câu chuyện cổ mà các bạn nhỏ được học. Em nghĩ là bây giờ là nó có sách mách có chứng, anh cũng đã từng tham gia rất là nhiều những cái vai diễn cổ tích hồi xưa. Bây giờ anh kể luôn đi, ba nhân vật này là anh kể một câu chuyện ngắn nè, phù hợp với ba nhân vật tụi em. Có nghĩa là đây là nàng tiên cá ở dưới biển nè. Đó, xong rồi có một anh chàng hoàng tử. Xuất qua đây, hoàng tử đó, xuất hiện. Hoàng tử mang đôi vớ đỏ. Ôi, thế hả? Đó, hoàng tử từ phương xa tới. À, rồi cuối cùng là có nhà vua kế bên. Nhà vua mặc đồ kìa vậy. Nhà vua đang giả dạng thường dân. Giả dạng thường dân. Tới mới bắt hoàng tử đi chỗ khác. Trời ơi. Trời ơi. Một cái hô tay cho ba giám khảo à. Về dưới mới thấy là chị Trang nổi bật. Có không? Thật sự nổi mà đẹp, vậy sẽ đẹp luôn, lấp lánh. Giống như là cái vương miện này, nếu như mà đêm nay mà cặp đôi nhí nào đó mà chiến thắng cái giải ấn tượng nhất tuần là chị trao vương miện đúng không chị? Tại vì hồi nãy là xuất hiện ở trên sân khấu giới thiệu là chỉ là cái màn mà gọi là mô phỏng cái hình ảnh của mình, cái vai của mình hôm nay thôi. Dạ. Để cho các con vui là cô Đoan Trang đóng vai công chúa hay cái gì đó. Nhưng mà bây giờ cô Đoan Trang cảm thấy cái vương miện này nó không có xứng đáng trên đầu cô. Không xứng đáng với tuổi tác hay sao chị hay như nào? Nhưng mà Nam thì nghĩ là cái tạo hình này rất là dễ thương. Dạ. Bởi vì một thông tin mà mới nhất gần đây á, đó là Walt Disney á, người ta làm phim về nàng công chúa Ariel á, tức là do phiên bản người thật đóng luôn, và đã chọn một cô ca sĩ da màu để vào cái vai nàng công chúa đó. Wow. Và cái sự lựa chọn đó cũng vấp phải nhiều cái luồng tranh cãi, bởi vì cô Ariel thì là người da trắng và có một cái mái tóc rất là bồng bềnh màu đỏ, nhưng mà lý do người ta chọn bởi vì là cái khuôn mặt và cái giọng hát của cái cô diễn viên đó rất rất là hay. Và Nam cũng rất là mong chờ để được xem cái phim đó. Thế bây giờ em rất là khao khát muốn nghe chị Trang hát một câu hát trong một bộ phim hoạt hình nào đó chị. Bắt cóc xíu nè.
Có hai ba Let It Go. Ôi, trời ơi. Let It Go. Nó vậy thôi đó. Nó giỡn chứ à? Bà quăng quá mà bà hát không có nhiều. Nó giỡn chứ à? Lúc nào cũng vậy hết á, sân khấu là của các con, cho nên cô Đoan Trang rất là muốn chỉ được xem các con hát thôi. Còn cái gì của các cô cũng là không phải hết, cho nên bây giờ rất là mong được xem các con hát thôi. Cô chỉ mong là các con hãy mang tới chương trình những gì trong trẻo nhất của các con, và một cái sự tự nhiên cũng như là một cái sự chuyên nghiệp mà các con đã được chui rèn trong suốt các tuần qua, để mang tới một cái tập những cái câu chuyện cổ tích một cách đặc sắc nhất. Đó là cái điều cô Đoan Trang mong chờ ở các con. Dạ vâng, cảm ơn cô Trang. Còn chú Hoàng Nhật Nam. Chú thì đang rất là háo hức để được nghe các con kể những cái câu chuyện cổ tích bằng ngôn ngữ của các con, bằng giọng ca của các con và cái sự hồn nhiên đó. Bởi vì những cái câu chuyện cổ tích thì các cô chú đều đã đọc trong truyện tranh ảnh hoặc là phim rồi. Cho nên bây giờ xem các con là thú vị nhất. Chú đang rất là háo hức. Vâng ạ, xin được cảm ơn chú rất là nhiều. Một tràng hút tay cho ba giám khảo ngày hôm nay. Thực sự phải nói là trong thời điểm hiện đại ngày nay 4.0 thì tất cả các bạn nhỏ được tiếp cận với những sự văn minh mới của quốc tế, thế giới. Nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ qua những cái nét cổ truyền bằng những câu chuyện cổ tích rất hay ở thời xa xưa mà chúng ta là những người đã từng được lắng nghe rồi. Và ngày hôm nay những hơi thở này sẽ được tái hiện lại thông qua những ca khúc đến từ các con. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón cặp đôi mở màn cho đêm thi tối nay, đó chính là Văn Minh và Ngọc Dầu. Xin mời. Có người không phải kẻ đầu tiên thống trị vùng đất này. Ngày xưa rất xưa, những quái vật đại diện cho sự giận dữ của thiên nhiên thay nhau tác quái, không cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Mãi cho đến một ngày, truyền thuyết xuất hiện. Xì rào ngọn gió, gió ở trên nắng, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha, lên ngàn non tìm mẹ. Xì rào, 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 xì rào. Chuyện cổ tích ngày xưa, trời xanh chỉ hai người, là lòng quân nâu cơ gặp nhau trên thế gian, loại người bắt đầu yêu. Chuyện trong trứng sinh ra, 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu. Biển sâu đại dương có bàn tay cha giàu. Mặt đất hoang vu, bèo cơ xây đá. Xì rào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Xì rào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tìm lời ru của biển. Xì rào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sống dù tìm cha lên ngàn non tìm mẹ. Hãy đấu thần tiên đi lấy vợ, sơn tinh thủy tinh lòng tơ vương, không quản rừng cao sông cấp trở, cùng đến phong châu xin mỹ nương. Lý trí là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn, khi tình yêu đã tàn kiều hơi tan biển dài, kẻ đánh cắp trái tim vì thương em lại trả lại đây những anh bình minh. Sông gầm gào vang
trên giữa nhân gian. Đời Hùng Vương thứ sáu, nước nhà đang bình yên, bỗng giặc Ấn khát máu sáng xâm lấn nước mình. Một hôm loa vang gọi của sứ giả loa loa, ai là người tài giỏi mau ra cứu nước nhà. Chú bé rồng đã lớn nhanh thật rồi, yêu quê hương yêu nước ngon nhà. Lũ giặc đến chúng xâm phạm nước ta, rồng sẽ đánh cho quân giặc thành ma. Rồng đã lớn rồng đánh giặc một mình, cho người dân sống yên vui thanh bình. Lũ giặc đến sẽ không còn đường về, hãy ghi nhớ tên anh hùng nước nhà. Thành công ngàn năm anh hùng, thành công ngàn lời vẫn ghi. Thành công là trang anh hùng, thành công là người nước nhà. Văn Minh và Ngọc Châu, quá tuyệt vời. Thank you dancer, xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Cái câu kết quá đẹp luôn, quá là hoành tráng. Bởi vì các con giống như là đưa tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo về với một tuyển tập câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác nhau. Trong đó có là con rồng cháu tiên, sơn tinh thủy tinh và thánh giống nữa. Và âm nhạc đúng sở trường của mình đúng không? Cho nên là rất là tự tin. Xin được mời ý kiến của ban giám khảo. Mời chị Đoan Trang trước ạ. Thật sự mà nói là tụi con trưởng thành, tụi con đã cảm nhận được bài hát của mình, tụi con có được cái tinh thần đó. Không phải là mình được tập, được luyện rồi hát theo lời của thầy cô nữa, mà các con hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Ngọc Dầu như cô đã nói với con là con rất là biết cách để mà làm cho mình tỏa sáng. Còn với Văn Minh cũng vậy, cô thấy càng ngày con càng thể hiện được cái tôi của mình trong âm nhạc. Cái tạo hình của tụi con ngày hôm nay quá đẹp, đồ trang phục đầu tư rất là đẹp. Cô là bình thường cô cũng khá là đơn giản ngay cả trên bàn giám khảo, bởi vì cô muốn thể hiện cái cá tính riêng của mình trong cái trang phục, trong cái thời trang của mình. Cho nên ngày hôm nay cô có cái vương miện này cô đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà hai cái vương miện của tụi con là gấp 10 lần ha, hai cái vương miện của cô. Có nặng không con? Cô yên tâm đi, mình đã chiếu hơn cô rồi cho nên thì cô đó, chính xác. Tụi con cũng một lần nữa cho cô thấy Văn Minh với Ngọc Dầu là ở đây biết cách hòa quyện với nhau. Ai hát chính thì là cái âm lượng của người đó phải lớn hơn, ai hát bè thì biết bỏ micro xa hơn chút xíu. Mà hai người này là không phải là một người hát chính một người hát bè không đâu nha. Người này hát chính, người kia hát bè, qua câu kia người này trở nên hát chính và người này hát bè, xen kẽ và thay xoay chuyển liên tục. Như vậy là chứng tỏ là cái thẩm âm cũng như là cái nghe nhạc, cái năng khiếu nghe nhạc của tụi con rất là cao độ. Bởi vì tụi con có thể nghe được bạn, tụi con có thể nhớ được cái âm của mình, cái hợp âm đó như thế nào để vào cho nó đúng chuẩn xác. Rồi thêm cái nữa là ngoài cái phần đó ra, tụi con còn phải chiến đấu với những cái việc như là lên tông, rồi phải làm cho khán giả sôi động ở những cái phần sau, rồi phải cùng với vũ đoàn. Phải nói là một tiết mục thành công. Cô thấy cô rất là mừng cho Văn Minh Ngọc Dầu. Dạ, cảm ơn cô. Chú Gia Bảo ơi, chú thấy làm sao? Chú mới mở đầu chương trình mà dội chứ chú. Thật ra là chú Gia Bảo cũng rất là bất ngờ, bởi vì đây là một tiết mục mở đầu. Thì thường là những tiết mục mở đầu á, người ta hay bị lo, với lại hay bị rung, hay bị sợ. Nhưng mà ở hai con là thấy không hề có một sự rung rẩy gì hết. Và hai bạn diễn rất là có giao lưu với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy hát. Và chú thấy trong hai bạn đó thì bạn Ngọc Dầu có vẻ là bình tĩnh hơn, còn bạn Văn Minh thì chú Bảo thấy là con có một cái phong cách hát rất là riêng biệt đó. Mà nếu mà gọi là người lớn thì có chú Đàm Vĩnh Hưng mà lửa rần rần, là chú Bảo thấy con có được cái màu sắc giống chú Đàm Vĩnh Hưng rồi, rất là lửa. Và đặc biệt đây là một cái tiết mục cổ tích nhưng mà lại là một bài học lịch sử nữa đó, rất là bổ ích. Và bởi vì mình có nhắc tới
cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, là từ đó mà ra những câu chuyện sau này, và cuối cùng là Thánh Gióng đánh đuổi giặc để bảo vệ bờ cõi của chúng ta, là nhắc nhở tất cả mọi người dù trong thời yên bình nhưng chúng ta cũng phải biết luôn luôn với tư cách là bảo vệ đất nước chủ quyền của chúng ta. Là một tiết mục phải nói là mở màn rất tuyệt vời và làm dậy sóng toàn bộ khán giả ở đây. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nối ạ. Chú có một cái điểm góp ý thôi chứ không phải là chê. Dạ. Mọi thứ là cứ lên cao trào và dậy sóng. Và cái điểm ao cuối rất là quan trọng. Khi mà vũ đoàn các cô chú nâng hai con lên để kết thì có một cái dàn trống văng bằng đó, thì mình đưa tay ra thì mình đưa bị sớm quá. Thì nếu như mà tụi con canh đúng á, và thuộc bài hơn thì mình canh đúng cái nhạc đó, mình mới phăng ra thì nó ép phê hơn. Nhưng mà chú nghĩ đó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, đúng nó rồi. Không đáng kể lắm đâu. Còn lại thì tổng thể thì chú rất là thích cái năng lượng của tụi con truyền đến rất là rực lửa. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi tụi con đang rất vui đúng không? Bởi vì là đã hoàn thành xong tiết mục rất là hoành tráng, rất là suôn sẻ. Và tụi con nên nở một nụ cười thật là tươi đi. Chắc chắn ngày hôm nay chú tin điểm số cũng rất là cao. Và đây là cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dâu. Quý vị thân mến, vừa rồi là những câu chuyện cổ tích ở Việt Nam của chúng ta. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi đi du lịch một tí xíu ạ. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị đến với những câu chuyện cổ tích phương Tây. Và đây là một trong số những câu chuyện rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Cô bé bán diêm. Và ngay bây giờ sẽ là âm nhạc của Phương Nhi và Cát Viên. Xin mời.
nhìn tụi con thì chú thấy là thứ nhất là nóng vì mặc đồ mùa đông. Trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta thì cũng không khí châu Á của hả thì cũng hơi nóng nhẹ ha. Cố gắng lên, chắc là được cộng điểm hả chị Trang ha. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào với tiết mục này ạ? Cô vẫn rất là thích cái phối hợp của hai đứa con. Nó rất là nhẹ nhàng mà cái giọng hai đứa con hòa quyện với nhau hát nghe rất là dễ chịu. Mà một trong những cái điểm mà khiến cho người ta nghe cảm giác nó hay hơn, nó dễ chịu hơn, đó là luôn luôn muôn đời phải có bè. Bài này tụi con bè rất là tốt, các viên bè cho bé Nhi tốt quá. Tại vì lại quay lại cái câu chuyện bè là cái bè của cái bài này không phải là cái bè căn bản, cho nên tụi con phải dùng một cái giai điệu khác hoàn toàn để mà hát như là một bài hát khác, giai điệu khác mà đi lòn cùng với nhau cái bè cao bè thấp rất là đẹp, mà mình giữ được cái điều đó cho tới nguyên một cái đoạn điệp khúc cho tới cuối luôn, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cái người hát bè mới là cái người quan trọng. Đó là các viên, ngày hôm nay con làm rất là tốt. Tuy nhiên thì Phương Nhi cũng có thể hiện được cái chất của mình qua những cái đoạn điệp khúc mà cái đoạn có những nốt cao. Và cô đã nhìn thấy được con là rất là biết cách gằn giọng, đưa cái nội lực của mình vào trong những cái nốt cao trào đó. Cái giọng cao là đã là một cái lợi thế cho giọng nữ của mình rồi. Mình có thể có được cái âm vực nó rộng để mình thể hiện được nhiều bài hát. Nhưng luyện làm sao cho nó mạnh khỏe hơn để thoát ra khỏi cái giọng thiếu nhi á, thì điều đó nó sẽ giúp cho con chinh phục được nhiều bài hát hơn nữa. Và ngày hôm nay cô đã nhìn thấy được cái điểm sáng đó ở con. Chúc mừng hai đứa. Dạ, xin tiếp lời, xin mời đạo diễn Hoài Nhật Nam ạ. Chú muốn nghe hai con hát lại câu cuối và cùng bè cho nhau. Lại một ngày tan cho em lại ước mơ. Mà hay cái là bắt vô liền luôn chị Trang. Bắt vô liền luôn, em phải dò đó, rất là khó. Ngoài cái hay đó là cái sự phối hợp của hai con trong việc hòa bè cho nhau, thì một cái thông điệp mà chú muốn nói đến đó là cái cách mà các chú giám đốc âm nhạc đã chọn bài cho các con. Có nghĩa rằng là cái ước mơ và cái điều mong muốn về cái sự bình yên cho những cái đứa trẻ, đó là một cái điều mà luôn luôn nhiều người mơ ước tới. Mà trong cái câu chuyện cổ tích mà cô bé bán diêm ấy thì quá tội nghiệp đúng không mấy con? Đó thì chỉ là ước mơ một cái mái ấm gia đình trong một cái đêm đông giá lạnh thôi, nhưng mà cái điều đó nó cũng khó. Cho nên là đó cũng là một cái thông điệp mà các con cũng sẽ, khi hát bài này các con cũng sẽ phải hiểu, thấu hiểu và cảm thấy trân quý hơn với cái tình cảm gia đình hoặc là những cái người thân yêu hiện nay mà các con đang có. Và quay lại thì hai con, chú rất thích là cái hình ảnh của hai con ở đoạn đầu khi mà đã choàng khăn rồi đội cái mũ len. Đó là cái điều mà chú cũng muốn truyền tải. Có thể hai con là hai chị em, có thể hai con có thể là hai người bạn trong cuộc sống, ví dụ vậy. Nhưng mà cái sự thấu hiểu, thấu cảm lẫn nhau và chia sẻ trong cuộc sống, cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Và cái điều đó là cái thông điệp mà đẹp nhất của cái bài hát này. Và chú cũng chúc mừng vì hai con đã thả hồn trong một cái khung cảnh trong bài hát và thể hiện cái tình cảm dành cho nhau và đưa đến khán giả cảm thụ được cái điều đó. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Còn chú Gia Bảo thì sao ạ? Cảm xúc của chú ạ? Khi mà nhắc tới cô bé bán diêm á thì thường là nó sẽ có một cái kết rất là buồn. Bản thân Remy, con gái của chú Gia Bảo á, mỗi lần mà nghe câu chuyện này là đều khóc vì thương cô bé bán diêm lắm. Nhưng mà rất là cảm ơn cái ca khúc này là bởi vì mang một cái màu sắc mới cho cô bé bán diêm, là sẽ có một cái kết nó tươi đẹp hơn. Mà giọng của hai con hát cái bài này á, nó giống như là cái tiếng chuông ngân trong cái đêm Noel vậy đó. Nó rất là hay và rất là vang. À, thì chú Gia Bảo chỉ nhắc một chút nhẹ thôi là ví dụ như về phần diễn. Thì tại vì đây là cặp đôi thì mình phải diễn là nó phải chung với nhau. Đó, thì hồi nãy có một cái đoạn là bé bên trái Phương Nhi. À, bé Phương Nhi á là đang ca mà đang cười, còn bé còn các lại viên. Là bé Cát Viên là lại đang buồn. Cho nên là hai cái trạng thái mình đang bị khác nhau thì mình phải nên đồng nhất với nhau là tới lúc nào mình sẽ cùng cười để cho nó tươi sáng, và cái lúc nào mình buồn là để thương cho cái thân phận của cô bé bán diêm. Chứ mình hát chung mà tự nhiên một người đang cười tươi quay qua người kia đang rất buồn thì nó hơi bị chưa có hay cái chỗ đó. Và một cái nữa là khi mà con diễn con đụng, con rờ lên cái cây á, và cái cây khô mà nó lạnh giá như thế này là nó rất là lạnh. Ví dụ như mình diễn chút xíu, ví dụ mình rờ vô, mình có một cái vết lạnh, thì người ta sẽ tưởng tượng được là
cô bé bán diêm cổ còn lạnh cỡ nào nữa. Đó thì cái đó chỉ là một chút xíu thôi, nhưng mà bù lại là đây là một cái tiết mục rất là hay, mà phải nói là mới cái tiết mục thứ hai thôi mà thấy sợ rồi đó. Bây giờ ai hát cũng hay hết trơn á, giờ không biết sao chấm điểm luôn. Dạ đúng ạ, những cặp đôi sẽ làm khó ban giám khảo. Và ngày hôm nay tiết mục này, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và Cát Viên. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mà có thể nói là trong ngày rằm tháng 8, tất cả các bạn nhỏ đều rất là thích cái lễ Tết này, đó chính là Tết Trung Thu. Hãy cùng chúng tôi lên cung trăng thôi nào để gặp gỡ chị Hằng và chú Cùi với phần trình diễn của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Xin mời! Có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi, bóng trăng trăng ngà. To, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng trăng gió bao nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Phố phường lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh, em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Đèn ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang to, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng rõ anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tờ thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đông vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đêm. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bọn chàng. Hỡi chị Hằng Nga, chúc cuội hồn mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca cùng nhạc tình ta, có ngọc tung tăng dưới trang. Chúc
Thiệt á chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn. Phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy. Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú Cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ có tiết tấu lên từ từ và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo á, mời anh. Thật ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm. Là bởi vì sau cái tiết mục của bé Bán Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn, qua tiết mục này thì rất là sớm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài. Cho nên con chưa có được tươi. Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui. Đã không có cái gì để buồn hết á. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi. Cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới. Chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt. Thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn. Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều. Hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa rồi đó, rồi, có vẻ nhoi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc và biết bực, biết giận, rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được bởi vì con là con. Tuy nhiên mình nói ở đây có nghĩa là các con về nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm, cô tin tưởng ở tụi con nhiều lắm, cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau á, là có giận hờn gì nhau không? Không luôn. Đó bây giờ mặt tươi nè, không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sù thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thằng xuống con ngồi con hát chứ bạn. Ôm một mối mơ. Ừ, con vậy luôn á. Nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát. Đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên con hát thử coi lúc đó cái mặt của con đẹp không? Con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần, dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt. Xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con. Chứ con buồn mà cái mặt không có tươi giống như là Hằng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị xe ô đại hạ giá. Mua buồn một tặng bốn tặng năm là nó buồn phải không? Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác. Lên tới rock rồi đó. Dạ xin mời anh Hoàng Nhật Nam ạ. Còn chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều giờ khi tìm đi khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao không? Bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Mới đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Yeah. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, á. Cái lò xo để lò nó cài vô. Gắn cái nến. Gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó là để châm vào. Vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có chơi đúng đèn bằng nhựa nghe chưa? Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình. Đó và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Dạ. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo là đâu cần phải nhét mền mà đâu. Đúng. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương, ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cuội với là chị Hằng Nga ra thì
hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn. Cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu, và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock, rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẻ nhỏ. Em nhớ không lầm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên, nhưng mà nói trong miệng á chị. Em đứng đây em nghe, nhưng mà thật sự đúng rồi con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi, tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau, hiểu không? Mình là một cặp đôi, hai người tốt hơn một người chứ, nhá. Năng lượng chung. Một tràng hô tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết thì Thạch Sanh của chúng ta là một chàng trai rất là thật thà và chất phác, đi giết chàng tin nhưng mà lại bị Lý Thông cướp công, và đặc biệt hơn hết là bị cho vào ngục tối, nhưng lại có một chiếc đàn. Anh chàng này lại giải sầu bằng cách là đánh đàn, và từ đó nhạc sĩ Tuấn Khanh của chúng tôi cũng dựa trên cái cảm xúc này mà viết ra một ca khúc mang tựa đề Giọt Đàn Thạch Sanh. Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai nhân vật rất là nội lực trong giọng hát của mình. Xin được giới thiệu Ngọc Nhi và Nhật Minh. Đàn hãy kêu tiếng bà ta bình tĩnh nào, hãy cứ một ngày nắng trời trời mưa xuống, nghe phía xa làn gió thơm về, một giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát đời thạch xanh. Mưa rơi mát cho ngày xanh, nghe mưa tắt cơn một tiếng nào. Yeah!
Trời ơi, máu lửa quá. Phần cuối cùng một đấu tay nữa cho Nhất Minh và Ngọc Nhi. Chắc chắn là chú Gia Bảo phải wow lên một cái nữa rồi đúng không ạ? Mời chú. Wow. Lần đầu tiên tôi thấy thạch xanh mà có một múi. Thường thạch xanh người ta sáu múi cục. À, thạch xanh này có chút xíu mà sao cái giọng nội lực dễ sợ luôn á. Chính xác. Mà sao hình như con là phiên bản nhí của chú Gia Bảo hồi nhỏ ta. Chị đúng ta. Thôi ơi. À, thật ra là hai bạn này nó có một cái điểm chung là giọng hát rất là nội lực. Và nó có cái chất ma mị trong cái giọng hát nữa. Nếu mà là chú Bảo góp ý là bé Ngọc Nhi á, đừng làm công chúa, con làm con chằn mới ghê. Con chằn mới ghê. Thiệt. Minh Hóa đâu mình hát, con hát mấy cái nốt đầu tiên mà con hát. Nếu mà là con chằn hát nó nổi da gà đó. Vậy là mình sẽ phải hóa trang, mình quấn mấy cái đuôi vô dài. Xong mình hóa ra cái đầu thành con chằn từ bên đây hát thôi. Đó, không á, mình hóa trang thôi, hiểu không? À. Đó là thạch xanh hát đối đầu với con chằn, đó, nó mới dữ. Nói chung là giọng hát rất là tốt. Và nói thiệt, lúc đầu bé Nhật Minh hát đó. Còn bé Nhi là hát cái câu gì đó, nãy con hát câu gì mà nghe nó ghê lắm. Ma mị hả? Đúng rồi, đúng rồi, con hát lại câu đó thử rồi. Hát mà giống như mình đang ở trong cái hang sâu vậy á. Mình tưởng tượng cái tiếng hang mà nó vọng. Đáng lẽ là làm bài phát, nhưng mà tự là phát luôn. Thì đó, về nhà khỏi chỉnh. Live mà. Hát như vậy mà làm con chằn là còn thấy ghê nữa. Đó. Lúc đó là sao nghe tao? Ôi mấy giờ mới hay. Không, mình hát giống vậy thôi mà mình quá tân, nó lạ hơn. Dạ. Đúng, lúc đó cho chú Minh Sù trợ diễn hóa thân thành Quỳnh Nga công chúa đi. Đây. Trời ơi, xin lỗi, hóa trang nữ hơi đẹp đúng không? Ưng lắm. Ưng chứ. Nói chung là đây là một cái tiết mục rất là ma mị, nó khác với các màu khác mà sắc nãy giờ. Cho nên tiết mục này cũng rất là hay đó nha. Xin được cảm ơn chú Gia Bảo. Dạ, cảm ơn chú. Mời cô Đoan Trang. Như mọi người cũng biết là ở cái độ tuổi này á, là cái chất giọng của tụi con là thuộc loại hiếm, chứ không có phổ biến. Cái chất mà hát rốc được, cái chất khàn mà vẫn đẩy lên nốt cao rất là bén, đó là hai đứa con. Nói như vậy để cho tụi con thấy cái thế mạnh của mình, để luôn luôn cố gắng và gìn giữ nó. Còn trong cái phần hát ngày hôm nay á, thì rõ ràng vẫn là tụi con vẫn rất là cá tính, vẫn rất là nội lực. Nhưng mà cho cô góp ý một chút xíu, mình cũng đi theo cái trend là hát rock với hát những cái đồ ma mị á, là mình phải kéo. Nhưng mà đừng làm quá nhiều. Đừng làm quá nhiều, mình phải suy tính ở trong cái chiến lược hát của mình. Ví dụ như trong cái đoạn A nó có 6 câu hay là nó có 8 câu thì mình phải tính ra là mình phải hát như thế nào, cái chỗ nào mình nên kéo, chỗ nào mình bỏ nhỏ hay chỗ nào mình bỏ không kéo. Nhưng mà cái câu kế tiếp nó cũng hơi tương tự như vậy, mình kéo thì mình mới tạo được cái sự khác biệt. Còn ngoài ra cô rất là thích ở cái năng lượng của hai đứa con ngày hôm nay. Cái điểm tốt của hai đứa con là giữ được năng lượng từ đầu cho tới cuối, không bao giờ bị tuột. Cái đó là cái cần thiết. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mời chú Hoàng Nhân Nam tiếp nói ạ. Đây là một cái câu chuyện cổ tích nữa về nhân vật Thạch Xanh và công chúa Quỳnh Nga. Nhưng mà góp ý của chú Gia Bảo cũng rất là thú vị. Bởi vì ngày hôm qua thì mình chưa có lên phục trang của công chúa, mà hôm nay lên phục trang rồi mà công chúa máu lửa quá, lúc nào cũng nội lực mà gầm gừ đó. Thì chú Nam nghĩ là theo góp ý của chú Gia Bảo mà cho con hóa thân thành chằn tinh để đối đầu với Thạch Xanh thì chắc sẽ đúng là con hơn. Bởi vì bản thân. Nhưng mà không sao, thì hôm nay hai con đã thể hiện một cái bài rất là máu lửa mà rất là năng lượng. Và cái anh Thạch Xanh này thật sự là rất là dễ cưng trong tất cả những cái phần mà đây một phiên bản Thạch Xanh kiểu Nhật Minh cũng không sao. Đâu phải khi nào Thạch Xanh cũng sáu múi phải không con? Rồi vài bữa mình sẽ đi tập thể dục cho có sáu múi sau. Đó thì hy vọng là các con sẽ tiếp thu những cái góp ý của các cô chú về phần ca diễn để mà mình sẽ có những cái phần trình diễn tiến bộ hơn trong những cái vòng thi sau. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Quý vị thân mến, tiết mục cuối cùng của chúng ta sẽ mời tất cả quý vị sẽ đến với một khu vực mới. Dạ vâng, ở cổ tích luôn ạ. Đây là
khu vực có rất là nhiều dân cư Âu Lạc, anh hùng bất khuất, và đặc biệt là có An Dương Vương cùng với nỏ thần của mình chống giặc ngoại xâm. Và hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai nhân vật Tấn Bảo và Thái Hà với câu chuyện về thành Cổ Loa. Xin mời. Trong an lành chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành Cổ Loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành Loa. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tàn tác, vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha móng thiêng, lắm nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biến về dâu, ta tìm nơi nào bóng răng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi ai biết sau ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngóng thiết ghi dấu to tương. Trung trung điểm điểm đoàn quân cờ giật trời mây vang vang tiếng hò reo, mà còn đâu máu thiêng rùa vàng, người Âu Lạc nước mắt nhà tan. Thương thế An Dương Vương đưa con gái yêu cùng ra đi, họ còn về phương Nam áo lông ngóng do đường vẫn ghi. Mà rồi cả đâu bước qua thu càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vang vang tình ý còn đây thân tháng
trên dặm đường. Hỡi ơi, nam ái sầu thiên thu, máu đào bị chiếu hoa tan sông bể xu, trong thủy mỹ châu lời ai ba. Một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chú Minh Xù rất là bất ngờ. Nào, xin lại đây nào, con trai. Đó, đứng cạnh nhau. Chắc chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi. Xin mời chị chia sẻ luôn ạ. Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay. Các con có biết nó là gì không? Dạ, là câu chuyện chị Mỹ Châu Trọng Thủy. Rồi, có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mỹ Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mỹ Châu, công chúa Mỹ Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ đó không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi là... đá nữa. Đó rồi rất trang phục. Rất là dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà, con thoải mái lên nha con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con. Chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích. Và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á, con hay cái gương mặt nó giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc. Và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại đó, thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn, mà hai con cũng đã thể hiện được. Và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh, rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên, tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất như là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát. Đúng. Bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con, và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công, bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thủy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca, và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước.
Thì đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng vỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 5 phần thi của 5 cặp đôi vàng nhí. Và chắc chắn ban giám khảo của chúng tôi đang rất là đau đầu, bởi vì tuần này sự nỗ lực không ngừng của những cặp đôi, và đặc biệt là những tiết mục rất là hoành tráng trên sân khấu. Và hãy cho chúng tôi ít phút sẽ quay trở lại để công bố kết quả đối với tất cả quý vị nhé. Xin mời. Xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí 2019. Và giây phút rất là quan trọng, chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của 5 cặp đôi để đến với kết quả đêm thi tối nay. Xin mời Văn Minh Ngọc Giao, Các Viên Phương Nhi, Đức Vĩnh Quyền Anh, Nhật Minh Ngọc Nhi, và cuối cùng Tấn Bảo và Thái Hà. Quý vị thân mến, đêm thi tối nay quả là một đêm thi rất là ấn tượng và hấp dẫn, đúng không ạ? Rất nhiều câu chuyện cổ tích được chia sẻ bởi âm nhạc của các con. Và chắc chắn rồi, 5 cặp đôi ngày hôm nay rất xứng đáng nhận được thêm một tràng vỗ tay thật lớn, đúng không ạ? Cảm ơn tụi con đã nỗ lực không ngừng trong một tuần vừa qua để mang lại cho tất cả quý vị những giá trị âm nhạc nghệ thuật rất cao. Và đêm nay sẽ là những điểm số dành cho 5 cặp đôi. Chúng ta có một điểm cao nhất, một điểm cao nhì, hai điểm cao thứ ba và một điểm cao thứ tư. Điểm cao nhất với tổng số điểm của 3 vị giám khảo là 29,5 điểm. Xin được chúc mừng cho cặp đôi có lấp lánh trên đầu. Ai có lấp lánh trên đầu? Ba cặp đôi luôn. Chưa ai dưới đây nữa. À, cả 4 cặp đôi luôn à. Đây nữa. À, 5 cặp đôi luôn à. Và xin được chúc mừng cho hai chàng trai Tấn Bảo và Thái Hà. 29,5 điểm cao nhất tối nay. Về nhì chỉ ít hơn có 0,25 thôi tụi con. 29,25 điểm. Xin được chúc mừng cho một trai một gái cũng có lấp lánh trên đầu, Văn Minh Ngọc Giao. Yeah, chúc mừng tụi con. Về thứ ba với 29 điểm, xin được dành một tràng vỗ tay để cùng ăn mừng với cặp đôi mang lại không khí trong dịp Tết Trung Thu. Chúc mừng Đức Vĩnh và Quyền Anh. Và như chú Minh Dù đã chia sẻ, chúng ta có hai cặp đôi đồng giải ba là 29 điểm. Xin được chúc mừng cặp đôi còn lại. Câu chuyện cổ tích liên quan tới Thạch Sành Lý Thông. Chúc mừng cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Và đồng nghĩa với 28,5 điểm là số điểm của cặp đôi Cát Viên và Phương Nhi. Xin được chúc mừng các con. Khép lại những câu chuyện cổ tích và những điểm số phù hợp với các con trong đêm thi tối nay thì sẽ là một giải thưởng. Hàng tuần chúng ta sẽ có giải tiết mục ấn tượng nhất tuần. Xin được mời ban giám khảo thống nhất và đưa ra quyết định của mình. Xin mời ạ. Ngày hôm nay chú Gia Bảo ngồi đây một số thôi, cho nên là được chú Hoàng Nhật Nam cũng như cô Đăng Trang thống nhất với nhau hết. Xong rồi chú Gia Bảo là người sẽ đưa ra cái quyết định này. Đặc biệt là đây là một ca khúc rất khó ca, nhưng mà các bạn đã làm được. Cho nên ngày hôm nay là ban giám khảo quyết định là giải ấn tượng sẽ thuộc về bà cặp đôi Thái Hà và Tấn Bảo. Xin được chúc mừng cho hai tụi con. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để trao thưởng cho các con. Giải thưởng 5 triệu đồng. Chúc mừng hai con. We'll be right back.
Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí tập 6 với chủ đề Ước mơ của em sẽ là chuỗi những cảm xúc đan xen nhẹ nhàng sâu lắng. Từng đêm gió như lời ru ơi, dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ mong manh. Hát là phải chạm vào trái tim một người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Mà hai con đã làm được điều đó. Bùng nổ thăng hoa. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Thật sự là thăng hoa. Tuyệt vời, hôm nay chủ giao điểm quá cao luôn. Chú có lời khen tặng tụi con cao chót vót luôn. Cuộc chạy đua loại trừ đầu tiên, cặp đôi nào sẽ phải dừng lại, cặp đôi nào sẽ bước tiếp. Một cái thế hệ mới rất là tiến bộ. Đổi tim một tương lai tươi sáng. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí năm 2019. Chúng tôi sẽ tổng kết số điểm của 6 tập thi dành cho 6 cặp đôi, và nếu như cặp đôi nào có điểm số thấp nhất sẽ phải tạm dừng cuộc chơi và nhường lại cơ hội cho 5 cặp đôi bước tiếp vào vòng thi đấu tiếp theo. Hãy cùng với chúng tôi chào đón hai ban giám khảo xuyên suốt 3 tuần vừa qua. Xin được giới thiệu giám khảo Đoan Trang và giám khảo Long Nhật, xin mời. Wow, rất đẹp, ăn rơ với nhau đúng không ạ? Trong bộ trang phục của mình. Chào Nhật, chào chị Đoan Trang. Và tuần này thì em xin được dành một món quà rất là đặc biệt dành cho hai anh chị. Chúng ta sẽ ngồi cùng hàng ghế nóng ở phía dưới kia với một vị giám khảo rất là trẻ trung, năng động và đầy tài năng trong lĩnh vực của anh ấy. Xin được giới thiệu giám khảo khách mời của tuần này, diễn viên Huấn Lập. Yeah. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã có bộ ba giám khảo của tuần này rồi. Chắc có thể là mình sẽ nhường cho em nhỏ nói trước ha anh chị ha. Dạ, vậy em xin phép được chia sẻ trước. Xin chào tất cả quý khán giả. Lâu lắm rồi Lập mới có cái cảm giác được quay trở lại với sân khấu này với những em bé đầy tài năng. Mong rằng là cái buổi thi ngày hôm nay sẽ là một buổi thi vô cùng thành công của tất cả các em. Và mong rằng là cho dù em nào có đi tiếp hoặc là em nào có ở lại thì đó cũng là một cái kỷ niệm cực kỳ đẹp trong mắt của tất cả các em và đối với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã yêu thích chương trình. Cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều vì đã nhận lời tham gia vào tuần này. Chủ đề của tuần này là giấc mơ của em. Tham gia với các con á, càng ngày mình càng trẻ trung hơn. Đúng rồi. Dạ, mình trẻ ra thôi thì em xin phép và chào bé Long Nhật. Dạ, không biết là hồi xưa đó là từ cái thuở mà mình mới có 5-6 tuổi đó, không biết là bé ước mơ sau này lớn lên mình là gì? Cái hồi nhỏ xíu Long Nhật đi học thì là cô giáo hỏi là mơ ước là gì. Mà thưa quý vị, Long Nhật hát từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Huế, rồi lên lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 là hát hết. Cái đỉnh điểm là Quốc học Huế đó. À, Long Nhật học Quốc học Huế. Thì cô giáo hỏi là sau này các con là làm gì? Thì có người thì là kỹ sư, có người bác sĩ, có người là làm thủy thủ. Thế nhưng Long Nhật ghi là ca sĩ. Một chập xong rồi suy nghĩ sao, xin lại tờ giấy, ghi là nghệ sĩ. Oh. Tức là muốn là vừa được hát, vừa được diễn xuất, vừa được đóng phim, diễn kịch. Rồi còn chạy thêm, ghi thêm một chữ nữa là nghệ sĩ nổi tiếng. Tức là hồi nhỏ đã hoạch định cái tương lai như vậy rồi. Hợp lý, hợp lý. Đúng. Còn còn bé Đoan Trang à. Trời. Đối với Đoan Trang á, thì từ lúc 5-6 tuổi là đã có hai cái ước mơ song song. Đó là ước mơ được trở thành cô giáo và ước mơ được trở thành một nghệ sĩ. Mỗi ngày đều đi vô cái tủ đồ của mẹ đó, lấy mấy cái quần dài của mẹ, rồi mấy cái áo dài, mấy cái đồ lược thược mặc vô, rồi để đứng trên cái bục kêu tất cả các bạn ngồi lại để cho mình làm cô giáo, là cũng dạy dỗ người ta cái này cái kia. Và dạy xong là hát. Mà khi hát là bắt các bạn là phải ngồi im
im hết, không có ai được nhúc nhích nói chuyện, cứ một đứa nhúc nhích là ngưng không hát. Dạ. Dạ. Kiểu giống như đó, là dữ vậy luôn hả? Bay lớn 5-6 tuổi mà đã dễ sợ. Xém chút xíu nữa là đi dạy, nhưng mà sau đó là tiếng hát truyền hình, vì cái đam mê đó quá lớn cho nên đi theo con đường ca hát. Vâng. Nghe chọn mình, khán giả chọn mình, tội nghiệp đã chọn Đoan Trang. Dạ, cảm ơn hai bé rất nhiều. Còn bạn Huỳnh Lập thì sao? Ủa sao thành bạn? Bạn tại vì mình là đồng trang lứa. Hiểu không? Thì gọi là bạn chứ không lẽ giờ bé nữa. Bên đây là kêu bằng bé thì qua bên đây là trẻ sơ sinh rồi. Không là không biết mơ là gì không luôn. Không biết gì hết luôn á. Không, hỏi thiệt hồi xưa là mơ làm gì Lập? Lúc mà 4-5 tuổi đúng không anh? Lúc đó em có ước mơ em thành siêu nhân. Tại vì coi phim siêu nhân mê lắm. Nó mua ba cái quần bơi mà tưởng tượng nó là đồ siêu nhân đó chị. Cái quần bơi dài vậy nè. Rồi sau đó rồi cái bắt đầu cái mê siêu nhân, làm được siêu nhân xong xuôi rồi bắt đầu thích làm vua. Thấy mấy ông vua mặc đồ rộng rộng nè, giật sập cái màn ở nhà, ba mẹ đánh quá trời luôn. Tại vì quá đổ trong nhà đó. Mê làm bao công nữa. Trời. Là lấy cái ngăn cà mên á, cái ngăn cà mên như vậy nè, của nó có hai cái quai, em nhét hai cái đũa vô đậu lên làm bao công, rồi tối ngày lôi đầu mấy đứa bạn ra để xử án gì đó. Biết cách làm đậu phụ từ hồi bé luôn. Đúng rồi. Đó là gì? Đó là năng khiếu. Dạ. Đó là năng khiếu. Và đến bây giờ những cái năng khiếu đó nó bồi đắp qua thời gian, và bây giờ chúng ta có một Huỳnh Lập như thế này đấy quý vị. Dạ cảm ơn anh. Minh Sù tin là khi hồi nhỏ chúng ta mơ cái gì chúng ta sẽ nghĩ về nó, khi mà chúng ta nghĩ về nó chúng ta sẽ biến nó thành hành động, và với cái sự nỗ lực không ngừng từng ngày chắc chắn ước mơ của tất cả quý vị sẽ thành hiện thực. Và ngày hôm nay xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều, hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái chủ đề thật là tuyệt vời, ước mơ của em. Một tràng hỗ tay cho ban giám khảo tuần này, xin mời. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón tiết mục đầu tiên, Giấc mơ cánh cò của Tấn Bảo và Thái Hà. Xin mời. Bài hát
Wow, phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thải Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà cái trường độ cao độ của con là chính xác. Và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quãng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau. Cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà áo và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cuộc đời này. Bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát. Cái đó là cái điều phải nói là từ trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá. Các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nó nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái đi gì tìm á, cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc tối lắm đúng không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình... Ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Và ngay bây giờ sẽ là tiết mục Đi tìm thấy ước mơ của mình với tiếng hát của hai bạn nhỏ Phương Nhi và Cát Viên với liên khúc Tôi tìm thấy tôi và Con đường tôi. Xin mời! Trong đường dối gian, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp. Chỉ mình tôi vô vọng trong những mối suy tư, soi gương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp. Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho họ thấy tôi là ai. I see the light, music make me feel so strong. Cho tâm hồn tôi dường như sống lại, để đánh thức lúc đang ngủ quên, để niềm tin tôi không dừng lại. Music
music heal my soul and your soul. Muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Nhưng ngày qua tôi nhận ra âm nhạc đã cho tôi ánh sáng soi lối đi. Trong những rối ren, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp trong vô vọng. Nhưng mỗi suy tư rơi hương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp. Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho thấy tôi là ai. I see the light. Music make me feel so strong. Cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên. Để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul and your soul. Một nơi cảm ơn tình yêu ấy mãi. Và đó chính là Phương Nhi và Khắc Vy. Thank you dancer. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Ô rất nhiều. Wow, lại một lần nữa lột xác đúng không ạ? Lần này thì chú thấy là tụi con nhảy tưng bừng quá, sôi động quá. Chú Huỳnh Lập, cảm xúc của chú như thế nào ạ? Chú đoán là những dòng chú tụi con không phải là màu này, không phải là một cái sự sôi động. Rất là nhẹ nhàng đầm thấm. Quê hương nét đẹp, quê hương có, ba lát có. Ma mị tí xíu có. Dân gian đương đài có. Có thể là đa dạng được cái dòng nhạc của mình. Nhìn vào chú thấy được sự tươi mới, sự hào hứng của tụi con khi mà tụi con được hát những cái thể loại nhạc mới á. Nhưng mà nó do là nó mới quá nên đâm là chú thấy tụi con chưa có thực sự bùng nổ nữa. Chú còn tụi con quậy hơn miếng nữa. Tại vì mình đang rất là năng động rồi đúng không? Quay lên, quay cuồng lên một chút xíu, cháy bỏng lên một chút xíu thì nó có thể thể hiện được cái tinh thần tuổi trẻ của mình hơn ha? Tại vì chú thấy rằng là tụi con có được cái sự tự tin khi mà tụi con được song ca chung với nhau. Và chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục rất là tưng bừng cho cái sân khấu này. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Huỳnh Lập. Xin được mời giám khảo Đăng Trang ạ. Xin mời chị. Càng nghe thì cô càng thấy bé Phương Nhi ấy nha. Cái chất giọng của con rất là giống giọng của một ngôi sao ca nhạc người Thái Lan cái thời từ mười mấy năm về trước mà cô hay nghe, đó là Tata John. Cái giọng rất là giống Tata John. Rất, nó có một cái gì đó nó rất là gợi cảm và nó rất là trong sáng nhưng mà vô cùng hiện đại. Đó. Với bé Viên ấy, ngày hôm nay cô hơi lo cho con chút xíu là con hơi mệt. Có một vài cái nốt lên cao, cao bị vỡ phiếu. Hơi bị vỡ chút xíu. Nhưng mà cái đó là quay hình mà quay tới giờ đêm. Các cô chú nhiều khi cũng còn mệt. Huống chi các con như vậy là cô thấy cô rất là nể luôn á. Quá giỏi rồi. Cô rất là nể tụi gặp con. Gặp chú là chú lên đó chú nằm đó chú hát. Cho nên là vỗ tay động viên cho các con với những thí sinh tiếp theo luôn. Nhưng mà chú Minh Sù hỏi nhỏ một câu nè. Tập nhảy lâu không? Dạ con mới tập ngày hôm qua. Mới nhảy hôm qua thôi mà hôm nay nhảy vậy rồi. Chính vì tụi con có cái thời gian mà tụi con học nhảy nó ít quá nên đâm nó bị chi phối của tụi con về giọng hát á. Bị phân tâm nhiều thứ quá. Giống như là khúc đó mình hát mình định xử lý giống như vậy nè. À qua trời khúc này là mình phải giang cái chân qua vậy cái mình quên vụ xử lý đây. Nó vậy đó, nó chi phối rất là nhiều. Nhưng mà cũng một lần nữa cho thấy là một cặp đôi ẩn số đó. Không tại biết vì... là nếu như có cơ hội vô vòng sau là làm tới thể loại đó, gì nữa đây. Tại vì qua mỗi tuần là các con mang lại một cái sự trình diễn vô cùng là mới mẻ. Cho nên một tràng pháo tay dành cho bé Nhi và Viên.
Cảm ơn. Mà đúng thiệt là cái này là giống như về đích đó chị. Để có thể lựa chọn ra 5 cặp đi tiếp, một cặp phải dừng lại. Cho nên là các bạn phải cố gắng hết sức, có nhiều bung hết để thuyết phục. Và chú Minh Sự phải nói là tụi con quá là hay, quá là giỏi rồi. Xin mời ý kiến của giám khảo Long Nhật ạ. Xin mời anh Phương Nhi, con là người Lâm Đồng hả? Dạ. Con loại dòng 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 Hà Nội á. Dạ đúng rồi ạ. Ba thì là người Quảng Trị, còn mẹ là Nghệ An. Ba Quảng Trị, mẹ là Nghệ An. Nên là hèn gì, tại vì chú hỏi như vậy là bởi vì chú thấy cái chỉnh tạ của con rất là chính xác luôn. Cái chỉnh tạ nó quan trọng lắm. Khi nào mình hát dân ca Nam Bộ là mình phải hát rặc tiếng Nam. Hát dân ca Huế như chú Long Nhật là hát rặc tiếng miền Trung. Còn nếu mà Nghệ An của con á là ơi, chai tay mà em bưng cái rộ, chia tay anh thôi cắt cổ con dê. Có phải không con? Dạ đúng rồi. Thì chú nói như vậy là bởi vì cái chú yêu cái dân ca Việt Nam, mà chú yêu cái âm sắc của từng vùng miền, thì con có cái chỉnh tạ nó chuẩn xác. Nên cái con hát con thuyết phục chú hoàn toàn. Hai con xinh lắm, cười đẹp quá trời nó. Nhưng mà hôm nay chỉ là con chỉ chống trên một chút xíu cái đoàn phiêu lên cao trên cái quảng cao thôi. Nhưng mà đó là live ha, mình hát live phải không Trang? Hát live thì nó hơi chống trên một chút xíu như vậy không sao. Lúc nào mà mình chuẩn xác là cái đó là phòng thu rồi. Còn live chỉnh những cái chống trên những cái trầy xước nhỏ xíu như vậy thôi, nó tăng được sức hấp dẫn. Mà cái tiết mục hôm nay chú rất là yêu hai đứa con. Cảm ơn hai đứa con nhiều lắm. Cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là tuần này tụi con đã một lần nữa khiến cho tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo cảm thấy bất ngờ về tiết mục của tụi con. Cố gắng lên nhá. Nếu như có cơ hội, một tràng hối tay cho Phương Nhi và các viên. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Đây chính là cặp đôi mà đã chiếm được rất là nhiều tình yêu của tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là ban giám khảo ở những tuần cuối cùng trong phần thi loại trừ. Và các bạn ấy sẽ đi tìm giấc mơ của mình ngay bây giờ. Xin mời. Thank you.
dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ mong manh. Từ khi em sống kiếp lang thang đơn côi lạnh lùng, đời em chưa biết phút em vui yêu thương ngọt lành. Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè. Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng thành. Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Hồi nhân gian rất xót em thơ tương lai mịt mờ. Bàn tay em cứ giúp em thơ tìm được những giấc mơ. Bàn tay em cứ giúp em thơ tìm được những giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con ở phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt. Hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó, giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con. Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục và người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng, bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con, nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn, mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú Lâu Nhật, sao chú tuần này sao chú mê không? Nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn. Hồi này trong màn hòa trang chú nói với cô Đăng Trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chú sẽ xin về ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chú với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Vịnh hát hay quá trời đấy. Mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết. Bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hát trống sáng. Và cái bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô Đăng Trang là cô Đăng Trang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới. Cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á. Chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con. Đừng đi đâu hết. Hay. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có nghĩa là em đại diện cho khán giả và em được quyền nói đi ha. Cảm xúc. Như vậy đi, chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói chị ơi kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh vì chị Đoan Trang là dân thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật của Đức Vịnh và Quỳnh Anh ở đây có một cái điều rất là đáng yêu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con. 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn á. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh. Mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái
cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không, mà không dàn dựng cho mình mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác, là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nữa nó cũng bằng thừa, nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được. Nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà các anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào hỗ tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Quý vị thân mến, quả là một bài toán khó dành cho ban giám khảo của chúng ta trong tuần này. Các cặp đôi khi bước ra sân khấu đều rất là xuất thần và rất là xuất sắc. Vậy thì ngay bây giờ sẽ là tiết mục như thế nào? Xin được bật mí, đây là một cảm xúc dành cho một cặp đôi rất là trẻ khao khát trở thành một ngôi sao. Tôi là một ngôi sao với phần trình bày của Kim Chi Bin và Cẩm Tú. Xin mời! Chạy quanh ngõ từ chiều gió mát, rồi tôi cứ dạp siêu tiếng hát, nhìn về phía trước và tôi cứ ngỡ lên trời cao. Mai này là một ngôi sao, tôi bay lên bay lên. Oh,
Jamin Cẩm Tú. Yeah. Cảm ơn tụi con, xin được cảm ơn Vũ Đoàn Ngô rất nhiều à. Trời ơi, nè nói cho mà nghe, các cô các cậu là ngôi sao đêm nay rồi đúng không ạ? Quá là sôi động luôn. Trời ơi. Cho vô nhóm được không? Đúng rồi, cái áo này bộ y chang nè. Bây giờ lên cho mấy con thử. Y chang luôn nè, lên đứng chung luôn được không? Lên đây đứng luôn chứ còn đâu gì nữa. Rồi vỗ tay cho thành viên thứ ba trong nhóm. Trời ơi, giống như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau á. Muốn vô nhóm đâu đơn thuần mặc áo chiếu là vô được đâu. Nhảy đi. Ok. Thấy mấy bạn nhảy thấy sung quá, nãy giờ cứ nhảy nhót ở dưới. Có mấy cái động tác mà giặt đồ nè. Nè bây giờ Lập phải làm được cái đó mới okay, vô nhóm okay, được okay, nha. Okay. Tập động tác cho chú Lập trước, sau đó nhạc lên mình nhảy. Nè đếm nhịp nè, 5 6 7 đi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, giặt nè, giặt này, giặt này, giặt này. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 mà giặt mà giặt mà giặt. Hay được không Lập? Được không? Dễ thương, dễ thương. Rồi, dễ thương. Âm nhạc chuẩn bị. Bắt đầu. Đó. Hey. Thôi ngon đi. Hồi nãy dạ tôi có hai động tác vừa vô nhảy quá trời nhảy rồi sao tôi theo kịp. Ủa Lập ơi, trở thành một nhóm nhạc đâu có dễ đâu em. Rồi gài tôi rồi, gài không cho tôi vô rồi. Thôi sẵn tiện trên đây nè, Lập chia sẻ luôn cái cảm xúc của mình với hai con được không? Cái cảm xúc của chú khi mà nghe hai con trình diễn á, tôi muốn là một ngôi sao thì rõ ràng nhìn lên là tụi con đã là một ngôi sao, chẳng muốn mong muốn gì nữa hết á. Tụi con làm chủ hoàn toàn. Trời ơi chú nhảy xong chú thở mà tụi con mà vừa nhảy vừa mà hát. Vừa hát. Mà rõ ràng là rất là các bé quá giỏi đúng không anh chị? Đúng. Nhảy hát múa đủ thứ trên đời hết mà tụi bé vẫn giữ được cái cuộc hơi của mình. Chú nhảy có chút xíu mà chú nói còn không nổi rồi làm sao bắt chú hát được. Chú rất là ngưỡng mộ. Chúc mừng tụi con. Yes. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi và bây giờ tiếp theo chắc là mời cô Đăng Trang. Binh rất là đáng yêu. Cô tin là nếu con đi theo con đường này con sẽ là hot boy á. Cái kiểu đó, hơi ngố ngố nhẹ nhẹ mà trời mấy nhìn mấy cưng bạn. Đó. Đúng rồi mấy bạn. Con khúc à. Đúng mà rồi, kiểu hàng quốc đúng rồi. Cái kiểu thần tượng á. Con có giọng hát, con phải có quyền tự tin về bản thân mình. Và khi mình tự tin rồi mình phải tiếp tục mình rèn luyện những cái gì mình có để mình mài dũa nó sáng lên. Và nhớ là lên sân khấu là không có nhìn dưới đất. Dạ. Nha con. Rồi còn với Tú, cô rất là thích cái tiết mục này. Cá nhân con, con giống thực sự là một ngôi sao vậy đó. Vừa nhảy vừa hát mà con giữ được cái giọng hát của con, không chinh phô. Không chinh phô, cái đó là đã là một cái vốn quý ha. Thêm một cái con có vũ đạo. Con như là một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. Cô mong là nếu như tiếp tục mà vẫn còn đam mê thì tập hát, tập múa. Con sẽ là một ca sĩ sau này của giới showbiz của mình đó nha. Hai con cố gắng lên nha con. Wow. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Dù thầy là Bin đáng yêu lắm, con chỉ hơi nhợm nhập bài một chút xíu thôi à. Bắt đầu mà vô bật xăng xít, bắt đầu vô làm động tác đều đó, con làm rất tuyệt vời luôn. Cũng có mấy cái động tác con có duyên lắm. Ủa hồi nãy em lên em làm có duyên không? Cũng duyên hả? Chưa cũng nó là hay không có rồi đó. Cũng có. Chứ nói tự nhiên chiếm sóng người ta. Tự nhiên chiếm sóng người ta. Nó đang tràn trề cảm xúc tiến bộ mà không phải là tiến bộ thường đâu nghe. Mà tiến bộ tuyệt vời. Từ tập 4 rồi qua tập 5 là có là tiến bộ rồi. Mà bây giờ từ tập 6 là tiến bộ tuyệt vời. Một cái bước tiến rất là xa luôn. Nhất là Bin á, Cẩm Tú á. Là cái cấu đầu tiên con vô ran lúc này, tự do là chưa còn vô nhịp đó. Là con hát chuẩn xác. Và cái tiền hát của con nó ăn, nó quyền về hòa thanh. Hôm nay con hát rất là hay. Và Bin cũng vậy. Đáng yếu vô cùng. Chủ yếu hai con lắm. Yeah. Dạ xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều dành cho hai bạn nhỏ. Một tràng hô tay cho Kim Jae-bin và Cẩm Tú. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cặp đôi có nickname rất là dễ thương, khủng long con. Ngọc Nhi và Nhật Minh tuần này sẽ quay trở lại với ước mơ dành cho ngày mai của mình như thế nào. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xin mời. Cho
cười nhìn người trôi qua. Bước chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy héo khô lạnh đợi những yêu thương. Ước mơ được sống bên mẹ vào trong vòng tay ấm em với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn giản.